Như cái Ngọc Anh bạn là hù ý chua lên mồm á. Mẹ em là một người tân tạo chịu khó. Mẹ em nhìn thì mềm yếu, nhưng thực ra là em thấy mẹ rất là dũng cảm. Tao phở em ơi, tao phở nóng ngon lắm, 5.000 chị. Mẹ em là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Bởi vì em là một người vĩ đại nhất. Thì bạn tầm cũng 15 năm. Nó hồi xưa là gì gần đẳng. Chưa thì lại xa. Biết giờ đi thôi, không biết giờ về. Khi nào hết là gì về. Mùa hè là với bạn từ 8 giờ, còn mùa này thì tầm 9 giờ rồi. Có khi tới trưa gì đã hết rồi. Mà có khi tới 6 giờ tối chi vực cũng gì vẫn còn. Đó là những ngày may mắn hết, còn những ngày không hết thì gì cũng múc đem lên chùa cho mẹ chùa điều ăn. Còn mùa này nhiều khi mưa to người ta không ăn là gì, bạn chưa đủ vốn nữa mà phải đành đem về cho người ta. Chưa đủ trong nhà 5 người, chưa đủ 5 tô thôi, còn mày cho mình ăn cũng hết. Mà đậu hũ này để cách đêm không được. Cũng ăn vậy, chỗ bạn muốn là luôn ăn, thậm chí khi ngủ rồi cũng thiệp đi một chút ngủ đó luôn. Gì đi bạn nhớ gặp đậu hũ này mà nuôi ba đứa mà chứ gì cũng đi thì lại gì mà ăn. Nhà Di thì có gồm có mẹ Di là mẹ ngoái, và ngoài vậy là hai đứa con gái một đứa con trai. Con Di đã có đời mấy năm rồi. Chủ là một vai chính ở trong gia đình,
thậm chí mà gì đi bán một thời gian là gì đâu đã khớp là gì nằm viện, là một mình chủ là ở nhà cả lo cho ba đứa con cả đi bởi cho gì. Khi chủ mắc là gì ngơ luôn, vì gì nghĩ là gì là một người là sức khỏe kém hơn chủ xa lận. Thời gian là gì thấy thì gia đình suy sụp rất sợ lắm. Vì nghĩ khi nó đắng đau khớp mà làm răng mà gặn nội mà nuôi ba đứa con đi học nữa. Dì cứ nghĩ chắc là dì phải chết thôi, mới thoát khỏi cái thế giới đau khổ đấy. Thế thật sự dì cũng mỗi đất rồi. Không hiệp à? Chủ được 50 ngày bắt đầu dì có một suy nghĩ khác. Dì nghĩ là chứ mình phải mạnh mẽ lên, phải đối diện với sự thật. Khi nợ gì mới hoàn thành một cái việc khó nhất, khi nợ mới đúng là một người mẹ. Khi mà gì chạy trốn, gì chết, gì buồn, gì muốn chết thì giống như mình chạy trốn đi, thì mình để lại những cái đau khổ cho con mình. Mình buồn, khi đi bạn cũng buồn lắm. Mà mỗi lúc gì buồn á, là gì? Như cổ gương phải vui lên, phải tìm mọi lý do để mà mình ngăn chặn những dòng nước mắt chảy, để cho nước mắt chảy ngược vào trong là đó. Khi có ngày này, khi không có ngày này thì mắc, nhưng cái ngày này là con cái đều nghỉ học hết, quay quần làm bánh thì mình thấy thấy vui. Thì thấy cuộc sống hiện tại như thế thì thấy đi cũng không còn gì để mà ước nữa hết, tự là cũng được rồi. Tết là gì vắng nha, thì 7 giờ là đi đẩy một chiếc xe bánh bao về đó. Con gì đứng bán, là gì lên tiếp tục nấu đậu hũ. 8 giờ đưa về nó là gì suốt thằng hồi đó. Thì hai ngày Tết là đắt. Người rất đông, 10 người là muốn phải 9 người rồi. Mình phải tranh thủ thời gian mà làm bao nhiêu để mình làm mình thêm thu nhập, để tích lũy lại đồng tiền đó để nộp học cho con. Đậu hũ là mẹ ra con nấu thêm mình bao thì mẹ được con gì hẳn cũng tháng cũng nói mẹ nè, biết tệ con thích đấy, thích để thi chơi mà nghỉ tới việc làm nó không chán mà con là Tết. Mấy gì nói thôi con cố gắng đi. Con như chứ
Thank you.